Bài xin chào tất cả các bạn. Cái chủ đề của tôi hôm nay á, tức là đầu tiên thì tôi nói thôi là cái quy mô của nền kinh tế của Trung Quốc đã vượt Mỹ đấy, vào năm 2020 do cái tổ chức Bloomberg của bên Mỹ người ta tổng hợp, của người ta đánh giá nhá. Còn bây giờ này, cũng như tất cả các chương trình khác thì mình cũng nói về cái tình hình mà các bạn trong nước và các bạn ở nước ngoài quan tâm nhất hiện nay là tình hình Covid-19 ở Việt Nam. Tức là đến ngày hôm nay 17 tháng 11, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 9.839 ca Covid ở trong nước, trong đó có 4.956 ca nhiễm trong cộng đồng. Ở đây tôi nói là từ tối hôm qua đến tối nay nhé, tức là trong vòng 24 tiếng thì cụ thể như sau này, tức từ ngày 16 giờ ngày 16 tháng 11 cho đến ngày 16 giờ ngày 17 tháng 1 trên hệ thống quốc gia quản lý bệnh COVID-19 ghi nhận là 9.849 ca nhiễm mới, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 9.839 ca ghi nhận ở trong nước, tức là hôm nay đã tăng 198 ca so với ngày trước đó. Đấy, hôm nay là tức cần chạm mốc 10.000 người rồi. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh là 1.337, Đồng Nai là 664, Bình Dương là 601, An Giang là 527, Tiền Giang là 526, Bình Thuận là 489, Đồng Tháp là 489, Bà Rịa Vũng Tàu là 428, Kiên Giang là 396, Tây Ninh là 376, Sóc Trăng là 364, Bạc Liêu là 323, Vĩnh Long là 290, Cà Mau là 233, Hà Nội là 218, Bình Phước 217, Đắk Lắk là 188, Bến Tre là 180, Long An 153, Trà Vinh là 152, Cần Thơ 145, Khánh Hòa 144, Hà Giang 134, Bắc Ninh 107, Thừa Thiên Huế là 96, Hậu Giang là 94, Bình Định là 87, Hải Dương là 81, Bắc Giang là 79, Quảng Ninh 79, Nghệ An 77, Quảng Nam 70, Thái Bình 60, Nam Định quê tôi là 51, Đà Nẵng là 37, Quảng Ngãi 36, Ninh Thuận 34, Đắk Nông là 32, Quảng Bình 29, Thanh Hóa 29, Tuyên Quang 25, Ninh Bình 19, Hà Nam 18, Phú Thọ 17, Cao Bằng 16, Quảng Trị 15, Hà Tĩnh 14, Phú Yên 13, Hưng Yên 12, Vĩnh Phúc 11, Hải Phòng 7, Kon Tum 7, Hòa Bình 6, Thái Nguyên 3, Bà Rịa 3, Điện Biên 3 và Lào Cai 1. Các địa phương mà có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Thành phố Hồ Chí Minh là 154 ca, Bà Rịa Vũng Tàu là tăng 128, Đắk Lắk là tăng 100 ca. Ở đây là số bệnh nhân khỏi bệnh này. Hôm nay cả nước có 3.873 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh này, tức là giảm 2.608 ca so với ngày trước đó. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.338 ca, tăng 1.237 ca so với ngày hôm trước. Đấy. Số bệnh nhân tử vong tính từ ngày 17:30 ngày 16 cho đến 17:30 ngày 17 ghi nhận 67 ca tử vong, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh 26, Bình Dương 12, An Giang 7, Tây Ninh 4, Long An 4, Cần Thơ 3, Sóc Trăng 3, Bình Thuận 2, Bạc Liêu 2, Hà Nội 1, Vĩnh Long 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Đồng Tháp 1. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 82 ca. Đấy. Tôi nói với tất cả các bạn, các bạn là những cái số ca mắc thì hiện nay thì nó chung là nó cũng ở trong cái mức độ là xấp xỉ 10.000 ca đó, nhưng mà số ca tử vong thì nói chung là nó cũng nhúc nhắc ở cả nước thì nó ở mức độ là trên 50 ca thôi. Ở đây ấy, thì cũng do mình thực hiện cái chiến dịch tiêm vaccine thì nói chung là hiện nay ấy, vaccine không phải là bao la phải nhiều đâu. Chính phủ mình này, nhà nước mình này, rồi là có rất nhiều cái kênh ngoại giao vaccine để đưa vaccine về Việt Nam càng nhiều càng tốt để tiêm cho mọi người. Nhưng mà tôi cũng không hiểu làm sao ấy. Hôm nay chính phủ nói là hiện nay mình còn, tức Bộ Y tế còn quản lý 18 triệu liều vaccine nữa mà phân bố cho các tỉnh. Mà như hiện nay ấy, thì theo tôi nghĩ là cái độ phủ vaccine của Việt Nam cũng như chưa cao. Mình nhập về vaccine về rất là khó khăn. Mà không biết tại sao mà các tỉnh, có nhiều tỉnh cũng chưa phủ kín vaccine. Ví dụ như ở Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, cũng không phải là đã phủ
kín vaccine cho mọi người tiêm được hai mũi vaccine. Đấy, nhiều khi là ví dụ như tôi mới tiêm một mũi thì tất nhiên là chưa đến thời gian, mà đến thời gian rồi ấy, là ví dụ tôi phải đi tìm kiếm. Ví dụ như trước kia khi mà tôi ở ngoài Bắc vào trong này ấy, thì tôi cũng báo với y tế phường hoặc là báo với tổ dân phố họ kia, nhưng người ta bảo thôi để cho người ta xem là có nơi nào tiêm vaccine, người ta báo nhưng 2-3 ngày hôm sau thì người ta cũng chả báo mình. Lúc đấy mình phải nhờ các mối quan hệ để mình đi tìm xem ở chỗ nào còn tiêm ở trong thành phố Hồ Chí Minh có những đợt mà tiêm vét vaccine nào ấy, tiêm vét mũi 1, mũi 2. Thì coi như là tôi đi tìm mãi, có nhờ những người quen các thứ tìm mãi thì xuống một cái điểm ở cuối đường Hà Huy Giáp ở quận 2 đấy, ở trên quận nhất mà xuống đấy rất là xa, thì tôi mới tìm được một điểm tiêm vaccine ở ngay dưới đó. Đấy, tôi nói các bạn là bây giờ ví dụ như ở thành, tôi nghĩ rằng là cái vaccine của mình ấy, hiện nay ví dụ còn 18 triệu liều kia thì mình sẽ phân bổ cho những cái nơi nào, ví dụ như ở những cái nơi mà hiện nay mà số người nhiễm vẫn còn cao, chẳng hạn ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương hoặc là Hà Nội hoặc Bắc Giang, những nơi mà quan trọng nhất đấy, thì mình thì các sở y tế đúng không thì phải xin với Bộ Y tế, thế còn có khoảng 18 triệu liều để mà tích cực tiêm cho những người dân. Và chính phủ mình nói chung là nhập về những cái liều vaccine về rất là khó khăn đúng không, dùng tất cả các mối quan hệ về ngoại giao kể cả tư nhân mà tìm được nguồn vaccine thì nó cũng chính phủ cũng giúp đỡ để cho những tư nhân nhập vaccine về. Cho nên là mình hiện nay ấy, mình thực hiện coi như là vaccine cộng 5K, mình thích ứng trong cái tình hình mới, không phải là ví dụ là không phải là bây giờ mình thực hiện cái kiểu như của Trung Quốc hoặc Đài Loan chẳng hạn, tức là người ta thực hiện cái kiểu là zero covid, tức là người ta muốn không còn covid, nhưng mà ở đây ấy, mình sẽ sống chung với covid. Tôi nói với tất cả các bạn nhé, ví dụ như ở nơi tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, tôi theo cái cảm nghĩ của tôi ấy, là cái mà ví dụ số người mắc ở trong cộng đồng rất nhiều, vì hiện nay người ta không phải xét nghiệm trên những diện rộng, cho nên là số người mắc trong cộng đồng rất là nhiều. Mà hiện nay mà nếu mà ví dụ như cái độ phủ vaccine mà nó không cao chẳng hạn, mà ngay ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đồng Nai, Bình Dương thì nói chung là tình hình nó rất nguy hiểm. Ví dụ những người tiêm một mũi như tôi chẳng hạn, hoặc đấy thì là ví dụ anh bây giờ mở cửa rồi đúng không, anh thể đi chợ hoặc đi siêu thị hoặc đi các nơi thoải mái thì nói chung là vô tình nhiễm vào. Cho nên bản thân nói đấy, như là bản thân tôi chẳng hạn, tôi mới tiêm được một mũi thôi đấy. Hôm nay là được tôi tiêm vaccine Zanica, cái đợt đấy là ở đấy là tiêm vaccine Zanica của Anh, thành công là phải 6 tuần thì tôi tiêm ngày 21, hôm nay là 17 cộng 9 mới là 26 ngày, gọi là 27 ngày, chưa được coi như 4 tuần, phải coi như chờ cỡ khoảng độ hơn 2 tuần nữa thì mình mới tìm đúng không. Cho nên là ngay bản thân mình cũng rất là giữ, coi buổi sáng mình muốn ăn sáng chẳng hạn thế mình chạy ngay cái đầu nhà mình, thế mình kêu người ta mang vào, hoặc cà phê người ta mang vào, mình ngồi cổng mình ăn, sau đó mình về nhà, không dám đi đâu. Tôi đặt cái hôm mà tiêm vaccine ấy, ở dưới quận 2 thì tôi đi ô tô, hoặc là có một cái việc thì rất cần thiết ở con nhỏ chẳng hạn thì tôi lấy ô tô tôi đi có dùng bịt rất là kín vào, sau đó tôi về ngay, không có la cả bạn bè, không dám gặp nọ kia. Có những việc mà ví dụ nó cũng hơi quan trọng tí mà thấy cảm thấy nó không quan trọng lắm thì tôi cũng ở nhà thôi. Đấy cái vấn đề, cho nên là hiện nay á, còn theo tôi tin tức của Bộ Y tế Chính phủ nó hôm nay nói là còn 18 triệu liều vaccine đấy thì phân bố các tỉnh, và các tỉnh không nhận thì Chính phủ phân bố trong cái tỉnh kia thôi. Đấy, còn bây giờ mình nói về cái vaccine này thì tôi nói cho tất cả các bạn biết này, hiện nay cái vaccine đấy thì là ví dụ các nước người ta giúp đỡ mình, ví dụ Nhật Bản này, Nam Triều Tiên này, Mỹ này, Trung Quốc này, Nga, người ta hoặc là một số nước người ta giúp mình về cái gọi là về cái mức độ quan hệ ngoại giao tốt của Việt Nam với tất cả các nước đó thì người ta giúp. Còn thứ hai là mình bỏ tiền mình mua, nhưng mua nói chung là cũng không phải là dễ đúng không, không phải là dễ. Ví dụ mình muốn mua vaccine chẳng hạn thì nói chung là mình mua, nhưng hiện nay cái số vaccine không phải là mà muốn mua bao nhiêu cũng được,
Và thứ hai nữa là ví dụ mình mua phải thông qua cái gọi là cái gọi cơ chế Novavax đấy của Liên Hợp Quốc. Thì tôi nói với tất cả bạn này, bây giờ mình mua cái vaccine đấy thì mình phải tham gia cái cơ chế đó, mà tham gia cơ chế đó mình như Việt Nam mình phải đóng có khoảng 500 triệu đô la để mình tham gia. Ví dụ có vaccine thì Liên Hợp Quốc sẽ phân bổ cho mình, ngoài ngoại giao ra mình còn tham gia cái cơ chế đó, chứ không phải là tất cả vaccine về đây là coi như là quốc tế người ta cho là công nhá. Đấy, ví dụ người ta hỗ trợ ok nhá, người ta hỗ trợ đó là cái ví dụ như Mỹ người ta hỗ trợ mình, hoặc bên Nhật Bản, Úc hoặc Hàn Quốc người ta hỗ trợ vaccine cho mình, thì đó là cái tình cảm của nước người ta. Những mình như thế nào người ta mới cho, người ta mới hỗ trợ, đúng không? Đấy, chứ còn bọn bao que bao cảnh mà chúng nó bảo cứ ngửa tay đi xin nọ kia, đúng không? Xin về các lãnh đạo đi, xin về cho ai? Xin về cho nhân dân, đúng, để cho coi như là ví dụ cái lượng mà tử vong ở nhân dân nó rất ít đi. Cho nên là các bạn phải hiểu rằng những mấy thằng ba que ba cẳng mà chúng nó không hiểu gì. Ví dụ mình mua 20 triệu liều hoặc là mười mấy triệu liều, đó là một cái sự rất cố gắng của chính phủ, chứ không phải là vaccine bây giờ coi như là ví dụ những cái hãng AstraZeneca hoặc của Anh hoặc cái hãng Pfizer của Mỹ chẳng hạn, người ta coi như là bán thoải mái. Bây giờ mình sang mình muốn mua bao nhiêu là mua cũng được, đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề coi như là cái chuyện này ấy, thì hôm nay thì mình nghe qua một diễn đàn, có mấy cái thằng dân chủ quậy với thằng ba que bên kia chúng nó nói là hiện nay coi như chính phủ mình là coi như số tiền mà những người dân ủng hộ đấy, trước kia ủng hộ mà nhà nước mua vaccine đấy là Đảng Cộng sản không có tiền rồi, Đảng Cộng sản mới gửi vào nhà băng để mà lấy số lãi. Tôi nói các bạn như thế này, bây giờ ví dụ cái trước kia các bạn nó cũng đều biết là chính phủ mình kêu gọi những người dân đóng góp vào cái quỹ vaccine và các doanh nghiệp nhà nước, mà thực tế là người dân đấy không ai ép buộc cả, các người dân chỉ gọi là nhắn tin vào cái điện thoại ở các tổng đài hoặc là tự giác mà mình chuyển tiền vào ở các ngân hàng mà do cái chỗ vận động ấy, người ta kêu gọi. Và nói chung là những người dân mà nhắn tin hoặc gửi vào đấy cũng nhiều, cộng với lại các doanh nghiệp đóng góp vào đấy. Qua đây mới thấy là cái tinh thần của những người dân Việt Nam nó như thế nào, và chính phủ coi như là đóng góp vào gọi là cái quỹ vaccine, thì làm sao mình cố gắng mình sẽ trước mắt là mình nhập về 150 triệu liều đấy, để tiêm cho cỡ chích cho cỡ khoảng độ hơn 75% đấy, mỗi người được tiêm 2 mũi mà khoảng hơn 75% thì sẽ miễn dịch cộng đồng, sau đó tính tiếp. Thì là tổng số tiền ấy mà mua 150 triệu liều vaccine ấy, thì nó cỡ khoảng độ 25 ngàn tỷ đồng Việt Nam, thì nó tương đương có khoảng hơn 1 tỷ đô la. Thì là mình đưa vào đấy, và số tiền này do Bộ Tài chính quản lý mà rất là kỹ, ở cái là số tiền này là công khai. Mà nói chung là cái vaccine có phải là tôi vừa nói với tất cả các bạn rồi, có phải là mua được dễ đâu, đúng không? Đấy, không phải như phải là dễ, kể cả mua vaccine ở Pfizer hoặc qua cơ chế COVAX này của Liên Hợp Quốc này, hay là mua vaccine của AstraZeneca, mà kể thậm chí mua vaccine của Sinopharm hoặc Sinopharm ấy của Trung Quốc nữa cũng rất là khó. Cho nên là khi mà mình chưa mua được thì số tiền đó thì để nhà băng đấy, để mình lấy lãi rất là công khai, đúng không? Chứ còn không thì bây giờ có phải là mấy số tiền đấy như vậy ông cứ để không à? Như thế là hình thức rất tiết kiệm và rất là hay, đúng không? Bây giờ tôi nói Nucafa này, vaccine của ai cũng được, của đế quốc Mỹ xâm lược cũng được. Bây giờ trước kia đế quốc Mỹ xâm lược thì đế quốc Mỹ là kẻ thù, còn bây giờ là bạn, đúng không? Không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn thôi, nhá. Cho nên cái đầu óc Nucafa nó chỉ với mức độ như thế thôi, hiểu không? Đấy. Thì bây giờ mình phải bỏ cái số tiền đó mình chưa dùng, đúng không? Chưa dùng hoặc mình dùng dần dần, nếu mỗi lần mua chẳng hạn mình trích tiền ra, còn lại mình để nhà băng để mình lấy lãi này mình đập vào cái số tiền quỹ đó để mà nó tăng lên, đúng không? Đấy, cho nên là mà mấy thằng mà ba que ba cẳng, mấy thằng dân chủ quậy nó không biết một cái gì hết đấy, đúng không? Bây giờ ví dụ để ra sau này bọn nó về cái số tiền này ví dụ mua vaccine các thứ
Bây giờ với bằng này liệu kể cả quốc tế hỗ trợ cho bằng này, với mình thực tế bỏ tiền cho bằng này, vậy số tiền kia vậy các ông để đấy công lãi các ông mấy ông cộng sản chia nhau à? Chưa? Cho nên mấy cái thằng mà ba que ba cẳng mà cái thằng quái là chúng nó cũng nói được mà nghe mà bực cả mình. Đấy là tôi nói về cái tiền mà gọi là đóng góp vào cái quỹ vaccine nó như thế nhá. Mấy thằng ba que đừng có mà xuyên tạc vớ vẩn. Bây giờ nó xuyên tạc cái gì là anh em mình biết, anh em mình bẻ cái đấy. Với thứ hai là nói về cái vấn đề COVID vừa rồi. Cái đợt COVID vừa rồi nó bùng phát ở một số tỉnh, ví dụ là thành phố Hồ Chí Minh này, Đồng Nai này, Bình Dương là nhiều. Thì tôi nói với các bạn là cái thiên tai địch họa, cái dịch bệnh không ai lường trước được, đúng không? Ngay cả bản thân coi như là tất cả thế giới đều vào bất ngờ với những cái dịch bệnh này, không lường trước được. Cho nên ở Việt Nam cũng không phải ngoại trừ. Cái đợt dịch thứ tư này thì nói chung tại sao nó bùng phát ở một số cái tỉnh này mà nó lây lan nó nhanh như thế, là do cái như là biến thể Delta, người ta tức là lây lan rất là nhanh và rất là nguy hiểm, mà không phải Việt Nam mà một số nước quanh Việt Nam hoặc một mà tất cả các nước ở trên thế giới là cũng đều như thế, đúng không? Đấy, cho nên là tôi nói các bạn là ví dụ bọn Việt Tân nó bảo là đây là cái lỗi do chính phủ đấy, do cái Đảng Cộng sản Việt Nam đến để làm coi như là sấp xỉ 20.000 người ở thành phố Minh bị chết, hoặc là cả trong cả nước này cỡ khoảng hơn 20.000 người chết. Đây là cái tội của Đảng Cộng sản. Bây giờ tôi nói với cho tất cả các bạn này, qua cái đợt dịch này thì nói chung là phương pháp chống dịch của Việt Nam theo tôi nghĩ là nó bước đầu thì cũng có những cái bỡ ngỡ, cũng có cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà nói chung là đường đi là đúng không? Nếu mà mình không có một cái quyết liệt như thế, không có như dùng cái giãn cách xã hội rồi sau chỉ thị 15, sau đó chỉ thị 16, thì không phải là số người chết là cỡ khoảng hơn 20.000 người mà có khả năng tăng lên nữa, thì lúc đó cái thiệt hại như nào, đúng không? Bây giờ tất cả các bạn đều đã biết rồi. Ví dụ mình ở đây mình không phải so sánh đâu xa, tại sao bọn Việt Tân không nói cái nước Mỹ đi, tại coi như chính phủ nước Mỹ à, để làm coi như là cỡ khoảng gần 800.000 người, đúng không? 800.000 người chết vì cái COVID-19, cái nền kinh tế của Mỹ, mẹ cái dịch COVID này nó phá hoại mức độ như thế nào.